bận công việc quá. Hôm nay quay cái video nhỏ nhỏ. Đấy, hôm nay là soạn hàng gửi cho anh em ở Sóc Sơn. Sóc Sơn, Hà Nội. Thì hôm nay cái đơn hàng của anh em bên đấy cũng khá là đa dạng. Số lượng thì cũng vừa đủ thôi. Xong là khá đa dạng. Tranh thủ là quay video cho anh chị em quan tâm xem. Thì thứ nhất là cái đơn đó nhỉ. Đây, mời với cho cái tờ giấy đấy. Có vuông này, vuông pha lê này. Nó dấu dòng SK 4-5 loại mực. Mực 4-5 loại luôn. Thì đầu tiên là cái hộp dấu SK kích thước 80x50. Thì anh em lấy vài hộp. Đấy. Thì cái hộp này anh em nào trong nghề quan tâm thì cũng đều biết cái hộp này rồi đúng không ạ? Thì trong này thì để sẵn rồi, sẵn mặt dấu đây. Mặt dấu để bên trong nhá. Anh em nào nhận hàng thì lưu ý là mặt dấu ở bên trong. Với tớ còn băng dính con dao khác. Băng dính. Lại cẩn thận vận chuyển bùng về ông chả biết đằng nào với đằng nào. Đời. Điểm này thì size này cái size tốt rồi, size to rồi. Đây là con Phi 20. Con này dùng cực thích, dùng cái độ nảy nó cao với cả là cái chất nhựa của nó thì đẹp. Con này thường rằng là đẹp nhất nhì đấy. Đây, mực cam, mực tím này, mực xanh này. Này khác với dòng tích điểm ở dưới, dòng tích điểm này giá bình dân hơn nhá anh chị em nhá. Anh chị em nào trong nghề cũng lưu ý nhá,
nếu cũng đều là nhu cầu về tiết kiệm thì dòng này thì dùng cũng được, nhưng đương nhiên không thể xịn hơn dòng kia, dòng kia nó có thương hiệu đấy, anh này thì thương hiệu vô danh. Đó. Đây, chuẩn cũng khá là ok. Này con Phi 17 cơ bản là cũng rất là ok, không phải không đâu, nhưng mà so về những cái yếu tố khác thì không thể lại được với con Yenmi kia rồi. Yenmi Del đấy, tên không hiểu tiếng nước Lào ấy, Việt đọc nó kiểu kiểu thế đấy. Tiếp Ấn Độ, anh em cũng lấy thêm một số cái mẫu hình chữ nhật nữa là size 20, 50 x 20 và 60 x 25. Chị xem có thể là nhìn thấy với sự kích thước của nó cũng khác nhau rồi nhé. Nhìn ngoài mấy mực con 60 x 25. Con này dấu rất là đẹp, vỏ màu cũng rất là đẹp, một tội dễ bọc. Chuột luôn. Đấy. Một lần đóng vào đóng ra con này. Công. Đơn giản. Đây tôi cũng không khéo lắm. Đấy, đẹp. Ý giảm. Cái hộp nó mong manh. Kiểu mẹ. Rồi, tiếp. Hoàn công. Năm ba nhân 55. Mẫu hoàn công bé nhá. Những cái này làm những cái dấu logo, logo thì là vừa bạn đẹp. Hoặc là những anh em muốn làm thêm nhu cầu nào thì tùy thôi. Đó. Đây mẫu hoàn công xanh. Thích. Mấy đồ chơi này, mời anh xem đây mực nhá. Mực thì đây là có mực vải xanh lá cây, vải xanh lá cây đấy, giá này mình cũng để đây luôn. Đấy, vải xanh lá cây tung tiệp mực trắng mọi chất liệu, thì cái anh mọi chất liệu này thì anh em nào đã làm rồi, làm nghề rồi thì cũng biết là cái loại này nó chạy như nào đúng không ạ. Thì cái anh này đóng lên nhựa này, đóng lên kim loại thủy tinh này thì ok hết đấy. Còn tôi không biết là một số anh em khác ấy, dùng như thế nào thì tôi không rõ. Đương nhiên là có những phản ánh, phản hồi là tích cực và phản hồi là đánh giá là chưa được thực sự là tốt. Đấy, đấy là tùy shop và tùy đơn vị anh em làm thôi. Nhưng là những anh em nào đã dùng rồi này và cảm thấy là sản phẩm này dùng ok thì vẫn thường xuyên đặt hàng. Còn những anh em mà chưa ưng ý, có thể là do trong về cái yêu cầu kỹ thuật của anh em, hoặc là do cách làm của anh em chưa thực sự là chuẩn thì đem lại cái sản phẩm nó không được ok. Cũng rất là mong anh lưu ý. Đây mực trắng trên mọi chất liệu. Tiếp tục con hoàn công nhé. Công này hoàn công vừa. Đấy, anh em có con máy vừa thì làm cái này cũng vừa. Còn nếu máy to không có thì là có thể là liên hệ với nhà tôi cũng sẽ làm xỉ cho anh em, là hoàn thiện gửi cho anh em trên toàn quốc. Đấy, ship trên toàn quốc. Trong thời điểm dịch bệnh như ngày hôm nay là ngày 27 tháng 8, thì vẫn là đang trong giai đoạn và thực hiện chỉ thị 16 trong một số tỉnh, đặc biệt là khu vực miền Nam thì là chưa thể nhận được hàng. Thì cũng rất là mong anh, nếu anh em miền Nam xem lưu ý, sau đợt giãn cách này mà chúng ta quay trở lại kinh doanh thì liên hệ nhà tôi để mà anh em tiến hành là trao đổi công việc. Đây, tích điểm bé đây. Con này là con 9 à? Con này con 12 nhỉ?
2. Rất xinh. Nhưng mà nếu anh em làm shop kể cả mới, anh em là mà làm nghề lâu năm rồi thì không phải nói làm gì cả. Đấy, anh em là mới thì cũng nên là tạo cho một cái không gian để trưng bày những cái sản phẩm như này. Một số nhà như là nhà Sơn Hà ở Bình Định cũng làm những cái hình ảnh rất là đẹp, rất là ấn tượng. Đấy, khách ở mọi nơi họ cũng có thể giao lưu được. Đây, tiếp tục là con 50-20 nhé. Mực đen vải. Đấy, mực đen vải nylon. Đấy, anh em cũng lấy số lượng rất là vừa, bởi vì đây là một đơn vị mới, xong là cũng rất là tiềm năng. Anh em cũng chạy quảng cáo cũng như là ban đầu cũng rất là mạnh dạn để mà marketing. Chứ còn về sản phẩm hàng này nó không đáng bao nhiêu đâu, nói thật với anh em nó không đáng bao nhiêu cả. Để mà từ cái cốt như này mà để mà ra thành phẩm ấy thì giá hầu như là gấp đôi gấp ba ấy. Anh em làm nghề anh em biết rồi đúng không? Đấy, ban đầu thì không cần phải cái gì nó bua đao to búa lớn, là cứ nhẹ nhàng tình cảm này, sau lúc mà quen khách rồi làm nó khác ngay. Tiếp tục là con 60-25. Pha lê, cán pha lê 55. Những cái cán này làm rất là thích. Thì vừa rồi ở trong thùng này thì chủ yếu là những cái sản phẩm tiếp theo của anh em thôi. Đây cũng nhặt ra cho mọi người xem thêm. Đấy. Nếu mà làm một đơn vị có tầm 2 đến 3 người làm thì có khách đều thì mấy cái này không mấy mà hết đâu, nói thật luôn. Còn đương nhiên là khi bắt đầu kinh doanh thì để mà có khách hàng một cái hơi vất vả ban đầu, nhưng mà khi mà đã quen rồi mấy cái này bay phút mốt cao su rồi. Tấm mút mực chả mấy đâu, tôi thì cứ mua sẵn để đấy thì cơm không ăn thì gạo còn đó. Mấy cái này để ở nhà trưng bày, thỉnh thoảng quay video cho gửi đến cho khách hàng đấy, quay xem thì mọi người cũng biết rồi, nhà ơi nhà mình có hàng làm cái loại nào đúng không ạ? Cũng là vấn đề. Chứ bây giờ nhà chả có hàng, nhiều khi là động cái là bắt đầu gọi ship ship. Lúc đấy thì ví dụ như là đơn vị nhà tôi thì nhiều khi mà gọi dối quá ấy, chứ không thể phục vụ được tất cả anh em toàn quốc ngay lập tức được, thì rất là mong anh em thông cảm. Bởi vì làm gì nó phải có kế hoạch. Bây giờ đùng cái là nay ông gửi cho tôi đi, tôi đang cần gấp lắm, cái đấy thì em nói luôn thì em chịu, tôi cũng không giải quyết được. Kể cả đến tận nơi mà cũng không giải quyết được, phải xếp việc chứ có phải không đâu. Đấy, mỗi nhà một việc, chia sẻ cho anh em rất hết sức thông cảm. Đấy, mỗi nhà một việc, nhà này việc kia, ví dụ việc anh em thì khách giục anh em thì anh em lại quên sang giục tôi. Đấy, nhà tôi thì kinh doanh xỉ thì thậm chí kể cả anh em khách lẻ thì cũng phải là thông cảm, bởi vì nhặt đồ xỉ cho anh em như này thì nó mất thời gian. Anh em làm nghề biết, sau đó còn gia công làm cho khách, rồi thiết kế này, sau đấy làm hàng này, sợ còn đóng hàng này, sợ gửi hàng. Mà trong cái thời buổi dịch như này gửi hàng thì nó chuối cực kỳ luôn. Đấy, anh em biết mùa này thì có mà cực kỳ chuối. Đấy, bây giờ sẽ nhặt tên cho anh em mấy cái lọ
sau đó thì chiết mực ra này, mua mực lớn mực bé rồi chiết ra, sau đó thì gửi cho khách. Được chưa? Cái lượng vỏ được nào? Từ đây. Ok, thì hôm nay cũng quay video ngắn ngắn với mọi người, thì mọi người xem nhá. Cảm ơn mọi người.